muốn hạnh phúc, hãy ghi nhớ những lời dặn này nhé. Đừng kêu chán nản, hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình và tự giết thời gian ngắn ngủi mình có. Đừng ích kỷ, đừng so sánh. Việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác. Bàn luận về người khác ít thôi, ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không thấy. Sống ảo bớt thôi, một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like và những lời comment phù phiếm, nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thật sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn. Không chút đau buồn lên người khác, đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá, và không ai xứng đáng để bị tổn thương. Lời chia tay chỉ nên nói một lần, đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, chung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận, lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình. Đừng dựa dẫm nhiều, giả sử một ngày mọi người đều bỏ rơi bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản, đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc qua ngày. Đừng quá mạnh mẽ, đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai. Rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc, ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, không ai sống mãi được một mình. Thương bố mẹ đừng để trong lòng, gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một tim và để lại bình luận cho mình biết với nhé.